Nhờ công ơn của Kiss và Nago, Game Master Jiri đã bị kích khỏi chương trình. Ông ta đã được thay thế bởi một Game Master mới. Hắn ta với nhân dạng Claire 2 đã báo hại cả Desire and Reed rơi vào tay của Beroba, người hỗ trợ cho Buffa và cũng là kẻ đầu tư cho đám Yamato. Cô ta đã có được chiếc Vision Driver và thao túng được phần nào Desire and Reed, mặc nhiên tạo ra Yamato Renrit cũng như hỗ trợ cho những người chơi theo phe cô ta. Phe chính diện lúc này, Giz, Nago và Tycoon không có những vật phẩm nâng cấp. Giz hiện tại chỉ còn lại Magnum Buckle như một phú bà chân chính. Cô ta nâng cấp cho đám Yamato bằng những chiếc buckle nâng cấp. Buffa thì được trao sức mạnh Command Trim Buckle. Không quên bản thân mình có khả năng tạo ra trò chơi, cô ta đã mở rộng màn chơi với tên gọi Lễ hội sấm sét. Khi những tiếng trống của Yamato vang lên, những chiếc cây sấm sét sẽ được hình thành. Nếu chúng nở rộ, cả thành phố sẽ bị phá hủy bởi sức mạnh sấm sét. Giz để bảo vệ lễ hội của những người dân trong thành phố, giúp một đứa bé thực hiện được ước mơ của mình, anh phải chống lại cặp đôi bạn thân đầu trâu mặt ngựa. Trước sự phối hợp kịch tính của bọn chúng, Giz đã thất bại, anh cũng đã lường trước được tất cả. Cầm Boost Buckle trên tay, đó không phải thứ mà anh hơi lật kèo trong tình huống này, vì anh thừa biết Buffa vẫn còn Command Trim trong người. Tất cả những gì Giz làm nằm ngoài dự tính của cả Nimram, triệu gọi 4 chiếc Boost Buckle khác. Bầu trời rơi xuống 4 tảng thiên thạch, tụ hợp lại là một để tạo nên Boost Mark II Buckle. Sử dụng nó và chuyển hóa hình dạng Boost Mark II. Nhỏ gọn, thiên hướng về tốc độ với tông màu đen và bộ giáp đỏ, điểm tô bằng một số chi tiết vàng trên cơ thể. Những ống xả của Boost đã được đơn giản hóa thành 2 ống trên gương mặt, 2 ống trên phần cổ tay, 4 phần ống xả ở phần chân, cho phép Giz di chuyển ở vận tốc cực nhanh. Nó tiện lợi hơn hình dạng Fever Boost lẫn Boost ở chỗ toàn bộ cơ thể của anh được đồng nhất, nên anh có thể di chuyển một cách linh hoạt và uyển chuyển, chứ không phải là một cơ thể được đẩy bằng một động cơ. Anh nhanh nhẹn như khả năng clock up. Trong lần đầu xuất hiện, tốc độ này của anh nhanh tới mức làm hoa cả mắt của Buffa, cũng như di chuyển trong khoảng không mà cả thời gian cũng có thể xem là đã ngưng động. Khi di chuyển ở vận tốc cao, Boost Mark II còn để lại vệt lửa phía sau, cũng như những đòn tấn công của anh thiên về tấn công liên hoàn hơn là tấn công về sức mạnh. Tất cả chúng đều được bao bọc bởi ngọn lửa rực cháy từ Boost Mark II sinh ra, vẫn giữ nguyên tính năng của Design Driver là Revolt On, kích hoạt và chuyển trạng thái của Boost Mark II thành hình dạng Beast Mode. Thay vì triệu hồi lên chiếc xe từ Boost, bản thân anh sẽ biến thành một con cáo lửa với 5 chiếc đuôi ở phía sau, cũng như tạo hình từ một con cáo cực kỳ thiện chiến. Anh vừa linh hoạt vừa tấn công bằng bộ móng vuốt sắc nhọn của mình, kèm với đó là chiếc đuôi có thể tạo ra một vùng lửa để tấn công kẻ thù. Tốc độ, sức mạnh và sự linh hoạt đã tạo ra một con quái thú cực kỳ nguy hiểm. Những đòn tấn công của hình dạng Beast Mode vẫn được bao phủ bởi ngọn lửa từ Boost Mark II, kèm với đó là khả năng xoay tròn để tạo thành một chiếc yo-yo lửa tấn công kẻ thù. Buffa trong hình dạng zombie cũng bị ao trình cực kỳ nặng nề do hình dạng Beast Mode của Boost Mark II là quá linh hoạt so với những rider cơ bản. Đòn tất sát của anh, Boost Range Strike, bản thân của anh sẽ được đẩy lên không trung bằng sức đẩy của Boost Mark II. Anh tấn công bằng hàng loạt cú đấm như những tảng thiên thạch rớt vào kẻ thù. Anh biến thành tảng thiên thạch lớn nhất, lao thẳng và xuyên phá kẻ thù bằng sức mạnh và tốc độ được gia tăng từ Boost Mark II.